Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vòng tay. Vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ đà điểu con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ đà điểu mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ đà điểu bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ phần hạt màu tím nha. Thank you.
yêu. Vòng của mình sắp hoàn thành nhé mọi người. Một xíu nữa là vòng của mình hoàn thành nhé. Các bạn ơi, mình trang trí nốt phần vòng nha. Mọi người ơi đây nha, vòng của mình hoàn thành rồi nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Để các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi đây là vòng của mình, vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Các bạn ơi đây là vòng của mình này, vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sure.